Mẹ bảo đồ không mặc đưa mẹ đi từ thiện vùng cao. Cô gái mở tủ đồ xem thử thì nhấc cái đầu. Mới đây, một cô gái vừa đẹp gái lại còn vui tính đã chia sẻ tình cảnh éo le của mình, làm dân tình xem xong không biết nên thả icon cảm xúc ha ha hay là không. Theo đó, nhận được tối hậu thư của người mẹ yêu dấu nhắn rằng đồ gì không mặc nữa thì gom lại đưa cho mẹ để mẹ mang đi từ thiện trẻ em ở vùng cao. Nghe vậy cô gái cũng chột dạ, mở tủ xem những bộ đồ mình không mặc nữa để đưa cho mẹ thì thấy cảnh éo le cuộc tình, vì bộ nào bộ nấy trông nó lạ lắm. Cụ thể, bộ nào bộ nấy đều trong tình trạng thiếu vải, đến nỗi cộng đồng mạng xem xong đều khuyên cô gái hãy dừng lại, bởi người vùng cao mặc vào thì chẳng mấy chốc mà trúng gió, ngày phải cạo gió đến mấy chục lần. Dừng lại ngay, dừng! Từ những chiếc váy 2 giây cho đến những bộ đồ ren màu đen đầy huyền bí, không hiểu gửi lên đấy mọi người mặc đi làm rẫy hay đi bẻ ngô thì có cháy nhất bản hay không. Tuy nhiên cứ 10 người thì hết 9 khuyên cô rằng thôi đừng gửi nữa vì phải mất công gửi thêm tiền dầu gió. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.